Thưa quý vị, để hỗ trợ người dân đối phó hạn mặn, tỉnh Bến Tre sẽ giảm 10% giá tiêu thụ nước sạch do Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp. Thời gian thực hiện sẽ giảm hai kỳ hóa đơn tiền nước, gồm kỳ 4 2024 và kỳ 5 2024. Số tiền giảm 10% giá tiêu thụ nước sạch của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho tất cả các mục đích sử dụng nước, gồm nước sinh hoạt các hộ dân cư, phục vụ công cộng, đơn vị hành chính sự nghiệp, hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động kinh doanh dịch vụ, Giá giảm trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa có phí bảo vệ môi trường. Trên địa bàn toàn tỉnh Bến Tre có 67 nhà máy cấp nước sạch đang hoạt động, với tổng công suất khoảng 250.000 m3 một ngày đêm, chủ yếu khai thác từ nguồn nước mặt tại chỗ để xử lý. Tuy nhiên, mặn xâm nhập sâu nên ảnh hưởng đến nguồn lấy nước của các nhà máy.